Chào các bạn. Trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản Xiaomi ở trên website. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bật cái trình duyệt là Chrome lên ở cái phần tìm kiếm Google, search cái từ khóa Xiaomi. OK. Sau khi tìm kiếm thì sẽ xuất hiện ngay một cái hướng dẫn ở phần trên cùng, và mình sẽ click chạm vào đây. Trong phần tạo tài khoản Xiaomi thì nó sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là cách tạo tài khoản Xiaomi bằng email, và phần thứ hai là phần tạo tài khoản Xiaomi bằng số di động. Cái tài khoản email thì đôi lúc khi mà mình đăng ký nó dễ bị cái tình trạng là không phản hồi lại cái xác nhận. Cách đơn giản nhất là sử dụng tạo tài khoản Xiaomi bằng số di động. Bây giờ mình sẽ chọn cái phần tạo tài khoản Xiaomi bằng số di động ở phần đây. Sau khi chọn cái phần tạo tài khoản Xiaomi bằng số di động thì chúng ta sẽ có cái giao diện như thế này. Ở phần Enter Phone Number này thì sẽ nhập cái số di động. Các bạn lưu ý là ở đây sẽ nhập cái số di động nhưng mà không có cái số 0 đằng trước, tại vì là Xiaomi đã đưa cái đầu cộng 84 vào rồi. Như vậy ví dụ như là số của mình bây giờ đang là 0167577333 thì mình sẽ nhập là 1675773333 và bỏ qua cái số 0 đằng trước. Nếu mà các bạn mà nhập cái số 0 đằng trước ấy thì Xiaomi sẽ không có cái tin nhắn phản hồi về cái mã để mà xác minh. Còn ngày sinh thì các bạn cập nhật vào những ngày sinh của các bạn thôi. OK, ở đây cái phần nhập cái mã xác nhận, lưu ý ở đây là cái mã xác nhận này phải nhập đúng. Nếu mà ký tự người ta viết hoa thì phải viết đúng hoa, còn ký tự người ta viết thường thì phải viết đúng thường. Rồi, OK, đến phần này thì chúng ta sẽ đợi một cái tin nhắn về. Có cái tin nhắn này thì chúng ta sẽ nhập vào phần code. Đây mình đã nhận được cái tin nhắn. Đây. Đến cái phần nhập mật khẩu. Lưu ý là mật khẩu của Xiaomi yêu cầu tối thiểu phải 8 ký tự trở lên, và nội dung cái mật khẩu phải bao gồm cả số và chữ. Nếu như mà chỉ nhập mỗi chữ cái không ấy thì nó sẽ không đồng ý, hoặc là mỗi số không thì nó sẽ không đồng ý. Bắt buộc phải có bao gồm số và ký tự. Với cái dòng thông báo này thì chúng ta đã đăng nhập thành công. Có một lưu ý nhỏ là khi đăng nhập vào tài khoản Xiaomi mà bằng số di động thì các bạn phải nhập bằng cái số là 84167577333, sau đó nhập mật khẩu chứ không được viết nguyên cái số di động là 0167577333, sau đó đăng nhập. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cái phần tạo tài khoản Xiaomi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn các bạn những clip lần sau.